Kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Sáng nay 31 tháng 12 2020, chúng tôi tiếp tục chia sẻ 5 tin tức mới trong ngày cho cô bác anh chị. Đầu tiên thì chúc cô bác anh chị ngày mới, ngày 31 tháng 12 nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Đầu tiên là giá cao su thế giới. Sơ lược về giá cao su thế giới sáng nay lúc 6 giờ 6 phút ngày 31 tháng 12 thì giá cao su thế giới vẫn đang ở mức là 265 yên trên 1 kg. Bằng với chiều tối ngày hôm qua. Và bây giờ tỷ giá của yên Nhật là 1 yên Nhật quy đổi ra thành 218.84 Việt Nam đồng nha cô bác chị. Và cách đây khoảng 8 giờ thì anh Hậu đã chia sẻ ở Định Quán Đồng Nai 290 đồng trên một độ mũ nước, mũ chén là 12.500 đồng trên 1 kg. Tiếp theo thì ngày hôm nay chúng tôi sơ lược qua giá cà phê và giá heo hơi cho cô bác anh chị. Sau đó thì chi tiết thì chúng tôi sẽ tổng hợp vào trưa và chiều ngày hôm nay. Sơ lược về giá cà phê và giá cà phê hôm nay thì đồng loạt đi lên, cũng như giá heo hơi. Hôm nay thì một vài địa phương tiếp tục tăng nhẹ từ 1 đến 2 kg, 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg nha cô bác anh chị. Tức là giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng. Giá cà phê thì cũng tăng. Tiếp theo thì theo báo 24 giờ thì cột cổng trường bất ngờ đổ sập, học sinh lớp 4 chết tức tưởi. Cơ quan chức năng điều tra đã làm rõ một vụ học sinh tử vong do bị trụ của cổng trường đè. Tối 30 tháng 12, Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận đang điều tra và làm rõ nguyên nhân cổng trường học bị sập khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, em có tên viết tắt là TQP, học sinh lớp 4, trường tiểu học Lê Hữu Trác, thôn 3, xã Đắc Sinh, huyện Đắk R'lấp, đang đứng ở khu vực cổng trường. Lúc này, cột của cổng trường bất ngờ bị sập khiến em học sinh bị đè. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên em P đã tử vong. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Và đây là hình ảnh cột của cổng trường bị sập này của anh chị. Tiếp theo thì thông tin về truy tìm người đàn ông tóc muối tiêu đi chung xe với bệnh nhân 1452. Tối 30 tháng 12, ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, từ thông tin yêu cầu phối hợp của các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre, ngành chức năng đang khẩn trương truy vết đối tượng là F1 của bệnh nhân 1452. Qua thông tin sáng 24 tháng 12 tại quán ăn Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân 1452 lên xe khách giường nằm của nhà xe Hiền Vân, biển kiểm số là 68B00805 về Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, khi xe lưu thông đến đoạn quốc lộ 80 thì dừng cho người đàn ông trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi xám xuống xe. Trước sự nghiêm trọng từ ảnh hưởng dịch Covid-19, địa phương đang khẩn trương yêu cầu người đàn ông nêu trên liên hệ gấp với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn sức khỏe, đồng thời yêu cầu người dân cung cấp thông tin về người đàn ông này cho cơ quan chức năng. Mọi trường hợp cố tình không khai báo hoặc che giấu sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, ông Định khẳng định. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia về Việt Nam bằng đường thủy. Theo đó, sáng 29 tháng 12, NMT, 24 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, theo tàu cá từ Malaysia cập đến bến tại Bà Rịa Vũng Tàu. Khi lên bờ, tơi đi bằng nhiều phương tiện từ Bà Rịa Vũng Tàu về nhà ở Vĩnh Long. Sáng 30 tháng 12, T có ghé thăm họ hàng và hàng xóm gần nhà. Sau khi người dân phát hiện T về địa phương thì báo cáo chính quyền và được vận động vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm khoảng 13 giờ cùng ngày. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của trường hợp này gửi lên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tơi không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tiếp theo là người nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý như thế nào? Theo luật sư, trường hợp bệnh nhân biết mình bị nhiễm COVID-19 mà trốn tránh khai báo y tế thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam dương tính với COVID-19, khai báo bất nhất ảnh hưởng đến công tác truy vết, điều tra gây bức xúc cho dư luận. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ cho biết, theo luật định, trước tiên cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh An Giang khởi tố vụ án theo thẩm quyền đối với hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tiến hành điều tra làm rõ và khởi tố bị can nếu có đủ căn cứ. Các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453 đã có hành vi nhập cảnh trái phép cần có chế tài phù hợp theo khoản 3 điều 17 Nghị định số 167 của Chính phủ. Hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu. Trong trường hợp các bệnh nhân này biết rõ mình bị nhiễm bệnh trước khi nhập cảnh vào Việt Nam mà trốn tránh, không khai báo y tế để cách ly thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, các hành vi có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 cần được xử lý nhanh theo thủ tục rút gọn để đảm bảo kịp thời nhằm răn đe những hành vi tương tự và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phù hợp với tinh thần công văn số 45 của Hội đồng thành phố Tòa án Nhân dân tối cao ngày 30 tháng 3 2020, luật sư Đức nói. Như trước đó, báo Giao thông đưa tin ngày 15 tháng 12, bệnh nhân 1440 di chuyển từ Myanmar bằng xe tải về Thái Lan đến 22 giờ ngày 22 tháng 12. Bệnh nhân cùng với các bệnh nhân 1451, 1452 và 1453 rời Thái Lan về Campuchia rồi vượt biên trái phép về Việt Nam. Sau đó bệnh nhân 1440 di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh rồi từ đây về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ bệnh nhân đã lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng. Sau đó bệnh nhân 1440 di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh rồi từ đây về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ bệnh nhân đã lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng. Ngày 24 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Quá trình truy vết, ngành chức năng truy tìm thấy nhóm bệnh nhân 1451, 1452 và 1453 đưa đến nơi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh nhân sau đó lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngành chức năng đang nỗ lực truy vết các trường hợp có liên quan đến nhóm bệnh nhân này. Vào ngày mai, hàng loạt chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 1 2021 nha cô bác anh chị. Đầu tiên là hưởng Tết có thể không phải bằng tiền, tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, khai tử dịch vụ đòi nợ thuê là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1 2021. Hưởng Tết có thể không phải bằng tiền từ ngày 1 tháng 1 2021. Bộ luật lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Bộ luật lao động mới đã mở rộng khái niệm thưởng không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác. Cụ thể, điều 104 của bộ luật mới quy định về thưởng thay vì tiền thưởng như bộ luật lao động 2012. Hưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động hưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Và quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết, hưởng vào các ngày lễ khác cho người lao động. Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà có thể bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của công ty, hoặc hưởng bằng các hình thức khác như phiếu mua hàng, giảm giá, chuyến du lịch. Thứ hai là tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Lao động nam thì tuổi nghỉ hưu từ 60 tuổi 3 tháng. Còn 2022 thì 60 tuổi 6 tháng. Còn với lao động nữ, năm nghỉ hưu áp dụng từ 2021 thì tuổi là 55 tuổi 4 tháng. Đến năm 2022 thì 55 tuổi 8 tháng. Theo đó, tại Điều 169 Bộ luật này quy định năm 2021 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi 60 tuổi vào năm 2035. Để hướng dẫn tuổi nghỉ hưu từ 1 tháng 1 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020 quy định cụ thể về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu, thời điểm hưởng chế độ hưu trí, các trường hợp được nghỉ hưu sớm. Người dân được phép bắn pháo hoa trong dịp lễ Tết, sinh nhật. Nội dung đáng chú ý được đề cập trong Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Theo Điều 17 Nghị định này, từ ngày 11 tháng 1, 2021, khi Nghị định này có hiệu lực, người dân có năng lực hành vi dân sự đủ 18 tuổi không mắc bệnh tâm thần được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp như lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương. Tuy nhiên, khi sử dụng, chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng cấp phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Đồng thời, Nghị định cũng giải thích rõ pháo hoa khác với pháo hoa nổ. Loại pháo hoa người dân được sử dụng là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công, công nghiệp, tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây ra tiếng nổ. Điều 3 Nghị định 137/2020 quy định. Thứ hai nữa là tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Và điều quan trọng kế tiếp là khai tử dịch vụ đòi nợ thuê. Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2021 sẽ chính thức khai tử dịch vụ đòi nợ. Theo điều 6 Luật đầu tư 2020 cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: kinh doanh dịch vụ đòi nợ, mua bán người, mộ xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người. Bổ sung việc cấm mua bán xác, bào thai người, hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người, kinh doanh pháo nổ, không phải lắp bình chữa cháy trên ô tô 4 chỗ ngồi. Đó là những thông tin rất là quan trọng của ngày hôm nay, ngày 31 tháng 12. Và hôm nay là tiếp theo là thông tin rét kỷ lục, học sinh có thể phải nghỉ học. Đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh tràn xuống nước ta từ đêm qua dự báo tương đương với đợt rét kỷ lục năm 2016, gây băng giá diện rộng, dự báo nhiều địa phương có thể phải cho học sinh nghỉ học. Đây là hình ảnh mà tuyết rơi phủ trắng trường học ở Sapa, Lào Cai năm 2013, cảnh Hồng Vĩnh. Rét đỉnh điểm từ đêm 30 tháng 12 đến 2 tháng 1. Theo ông Nguyễn Hữu Hành, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm qua 29 tháng 12, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ hôm nay 30 tháng 12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Nhận định đây là đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh, ông Hành cho biết nền nhiệt sẽ giảm rất sâu. Từ hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi 3 đến 6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ, có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối. Trong tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ hôm nay trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 đến 16 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét từ ngày 31 tháng 12. Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Thời tiết bây giờ bắt đầu có cái đợt không khí lạnh, chuyển lạnh, rất là dự báo là nhiều học sinh nghỉ học. Nhưng đối với những bà con ngành cao su thì cái thời tiết mà lạnh như thế này á, là nếu mà nó kéo dài khoảng từ 2 ngày trở đi thì mũ sẽ, tuy là cuối năm nhưng mà mũ sẽ tăng, cái lượng mũ nó sẽ tăng của anh chị. Đó là những cái thông tin, mặc dù bên cạnh những cái thiệt hại nhưng mà nó cũng có những cái lợi cho cái ngành cao su. Trong 1 đến 2 ngày mà thời tiết nó vẫn giữ lạnh thì cái lượng mũ nó sẽ tăng nha các anh chị, mặc dù cuối mùa vụ rồi nhưng lượng mũ sẽ tăng nếu mà thời tiết mà nó lạnh đi. Rồi hôm nay tôi đã chia sẻ xong những cái thông tin rất quan trọng của ngày 31 tháng 12. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị.